trước, 6 cặp thí sinh đã không làm cho khán giả thất vọng, tiếp tục mang đến những màn hóa thân bùng nổ, khiến ban giám khảo đứng ngồi không yên. Hôm nay, đường đua gương mặt thân quen 2022 càng trở nên nóng hơn với đêm thi mang chủ đề đối đầu. Ca sĩ Thanh Thảo, ca sĩ Mỹ Linh, ca sĩ Bruno Mars cùng một nhân vật, làm thế nào để mỗi đội thi có thể mang lại một màu sắc riêng cho phần trình diễn của mình? Tại vì nếu như mà bôi toàn thân luôn thì sẽ được điểm cao hơn. Quay 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 quay, sao mấy lần đầu gặp mà đầu mình quay quay. Mà đó là cái kiểu của chị Minh, chứ hay lên những cái feel mà làm ta hết hồn lắm. Đón xem Gương mặt thân quen 2022 phiên bản song ca, phát sóng vào lúc 21:15 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3.